Mở đầu trong phần tin thế giới là bản tin đến từ nước Ý. Italy kỷ niệm ngày quốc khánh với những nghi thức rất đơn giản. Bản tin đến từ thủ đô Rome của nước Ý. Trong ngày 24 tháng 6 tại tượng đài Tổ quốc thì nước Ý đã tổ chức kỷ niệm ngày quốc khánh với nghi thức rất đơn giản trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Khác với mọi năm, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch, Ý không tổ chức nghi lễ diễu hành như truyền thống. Buổi lễ được diễn ra rất đơn giản trong khoảng chừng 15 phút với sự tham dự của Tổng thống Sergio Mattarella, Thủ tướng Giuseppe Conte, Chủ tịch Hạ viện Roberto Fico và Chủ tịch Thượng viện Maria Elisabetta Castellati và các viên chức cao cấp của nước Ý. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mattarella cho rằng ngày 24 tháng 6 là dịp để cho mọi người suy ngẫm về các giá trị đã tạo nên nền Cộng hòa. Tổng thống Ý cũng đã dành phần lớn của bài phát biểu để đề cập đến tác động của đại dịch Covid-19. Ông nói rõ quy mô và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra và tác động của nó đối với mọi khía cạnh của cuộc sống đòi hỏi mọi người phải nỗ lực phi thường. Cuộc khủng hoảng đã gây ra những khó khăn chưa từng có trong lịch sử của nhà nước Cộng hòa Ý. Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự thống nhất, trách nhiệm và sự gắn kết ở tất cả các cấp chính quyền. Tổng thống Mattarella cũng đã gửi thông điệp tới người dân Ý rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Tất cả các tổ chức và công dân sẽ vẫn phải giải quyết hậu quả trong một thời gian dài. Đồng thời, ông kêu gọi là ý thức trách nhiệm trong những thời khắc khủng hoảng nhất hiện nay phải được chuyển thành một cam kết chung hướng tới các mục tiêu giải quyết khẩn cấp và phục hồi một cách vững chắc và lâu dài. Điểm nhấn của buổi lễ là màn trình diễn quốc kỳ do phi đội máy bay biểu diễn. Mặc dù buổi lễ kỷ niệm quốc khánh của nước Ý được tổ chức trong khi lệnh cấm tụ tập của chính phủ vẫn có hiệu lực, song có tới hàng trăm người đã tham dự dọc theo con phố Via del Corso đối diện với tượng đài Tổ quốc, nơi mà phi đội máy bay biểu diễn bay qua. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều có ý thức phòng chống dịch như là đeo khẩu trang. Việc có đông người dân tham dự đã khiến cho cơ quan chức năng phải huy động một lượng lớn nhân viên cảnh sát để duy trì trật tự và bảo vệ cho buổi lễ. Ngày quốc khánh của nước Ý diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn. Buổi lễ được tổ chức một ngày trước khi Italy mở rộng giới hạn của lệnh phong tỏa và cho phép công dân được tự do đi lại giữa các vùng trong ngày 30 tháng 6.